Đây là 4 lưu ý mà bạn cần phải biết trước khi bạn chơi tranh gỗ. 1 là bạn phải biết rõ mình đang quan tâm đến chủ đề nào. Có những bác khách đến chỗ em và vừa mới kêu là đã mua một cái bức tranh về ngắm vài hôm là đã chán rồi. Vì lúc mua họ không để ý cho nên là giờ nhìn lại thì lại không khoái lắm. 2 là năng lực tài chính ở tầm nào thì chơi ở tầm đó. Vì tranh gỗ là đồ chơi, đồ trưng bày nên chúng ta rất cần một khoản riêng để cho việc đồ chơi này nó có thể duy trì được lâu dài. Và ban đầu bạn cảm thấy nó giống như là một sự chi phí để sắm sửa, nhưng mà kỳ thực thì đồ gỗ vừa chơi vừa nâng được giá trị theo thời gian. Và thứ ba là chọn loại gỗ tương thích với đồ nội thất để tông xoẹt tông, nên các bạn có thể sắm sửa những cái đồ gỗ để tạo cái cảm giác nó sự đồng bộ, tương đồng với nhãn quan. Và 4 là chúng ta sẽ chọn loại kích thước phù hợp với không gian. Nếu phòng khách nhà bạn nhỏ chỉ nên sắm những bức có chiều dài, chiều rộng vừa phải. Và đặc biệt là không cần làm kênh bóng quá. Trong một không gian nhỏ rất cần nhiều mặt phẳng để không bị nhức mắt. Và ngược lại, không gian lớn thì các bạn có thể mạnh dạn làm tranh lớn hơn. Và chỉ với 4 lưu ý này, bạn đã có được một bức tranh gỗ phù hợp với tiêu chí và bối cảnh. Chúc bạn sẽ sớm tìm được một sản phẩm ưng ý.